ta sẽ làm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm. À, chúng ta sẽ làm cái review 2, unit 3, unit 4 của destination C1, C2 các bạn nha. Rồi. Rồi các bạn hãy làm thử ha. Rồi xem thử là các bạn sai bao nhiêu câu nha. Rồi sai sao uh, sai nhiêu câu. Xem chúng ta tiến bộ như thế nào. Các bạn nhớ bao nhiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm. Đây các bạn. Thì ở cái uh, bài đầu tiên. Thì bài word form nha. Rồi, bạn hãy thấy rằng đây là một bài word form uh, nói về ngài Clyde Sinclair nha. Rồi. Rồi thầy thấy cấp lợi làm đúng rồi nè. Uh, cấp lợi làm đúng rồi nha. Rồi. Đây các bạn. Uh, được sinh ra vào năm 1940 thì một cái doanh nhân người Anh các bạn là ngài Clyde Sinclair có một cái vị trí nè. Rồi có một cái vị trí gì các bạn? Rồi, vị trí gì đây? Thì ở đây người ta cho bạn cái từ intri nha Rồi người ta cho các bạn cái từ in rồi thì các bạn sẽ cần một cái tính từ ở chỗ này rồi và tính từ của cái từ intri các bạn thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy là in ring các bạn nha Rồi đây bây giờ chúng ta hãy xem cái từ in À, trước đây thầy đã tổng hợp à, cho các bạn rồi nha Rồi thì ở đây nè ở đây các bạn hãy xem cái từ uh, indurable rồi đây thì cái từ indurable các bạn rồi bạn thấy rằng nghĩa của nó nè để mà trải qua một cái dây tình huống rất là khó khăn nha rồi khó khăn uh, khó chịu và rất là đau đớn và tính từ cái từ indurable nó cũng mang ý nghĩa uh, từ cái động từ này các bạn nha rồi một cái tình huống rất là mệt nè rồi trải qua một cái tình huống rất là mệt dài rất là mệt mỏi. Còn ở trong trường hợp này các bạn, à, các bạn sẽ sử dụng cho thầy à, không phải một cái tính từ mang ý nghĩa là à, trải qua cái giai đoạn khó khăn, mà ý nói rằng ở đây nè tồn tại qua một cái thời gian rất là dài nha. Rồi tồn tại qua một thời gian rất là dài. Tóm lại chỗ này thì các bạn sẽ có cái từ indurable và cái từ enduring thì bạn sẽ chọn một cái tính từ phù hợp nha và tính từ nào phù hợp thì sẽ căn cứ vào cái nghĩa của câu này đây các bạn thì được sinh ra năm này ở đây các bạn thấy rằng có từ sơ nè là ngày ngày này các bạn là có một cái vị trí ha có một cái vị trí uh, có một cái chỗ đứng rất là vững chãi các bạn kéo dài trong tâm trí của người anh vì hai lý do thì bạn sẽ chọn thay cái từ enduring và chúng ta sẽ không chọn cái từ enduring nha. rồi rồi thầy cảm ơn à, tất cả các bạn nha. Rồi thầy cảm ơn bạn uh, Terras Việt nha. Cảm ơn uh, trường Nguyễn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, à, lý do đầu tiên các bạn, ông ấy là người, cái người mà ở đây các bạn thấy cái từ hu nè. Rồi, từ hu. Thì chỗ này, các chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái động từ nha. Rồi, ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái động từ các bạn. Rồi, đây là một cái động từ. Rồi, ở đây uh, các bạn sẽ sử dụng cho thầy là một từ mang ý nghĩa rằng uh, làm nên một cuộc cách mạng các bạn nha. Rồi, ở đây, ở nhà các bạn tự học test ha. Test lúc nào nó cũng khó các bạn. Rồi, lúc nào nó cũng khó hết. Ở đây các bạn nhìn nè, thầy tra một từ ở đây và ở dưới đây nó hiện ra cho chúng ta rất là nhiều từ gia đình nó nha. Rồi, liên quan này các bạn. Rồi, đây thì cái động từ re vô này các bạn nó mang ý nghĩa là phản đối nha rồi nó mang ý nghĩa rằng phản đối các bạn ở đây chính là protest các bạn nha rồi à, tuy nhiên chỗ này bạn sẽ không có giữ nguyên và bạn sẽ không có thêm ed nha rồi thì thấy các bạn giữ nguyên thêm ed à, nếu mà giữ nguyên thêm ed thì nó hơi hơi dễ chút xíu nha rồi chúng ta sẽ sử dụng cái từ một cái động từ dài mà hồi nãy thầy sổ đây các bạn thấy nè rồi đây bạn thấy nè ở đây chúng ta có revolt revolting nè ở đây là revolution nè rồi Neri các bạn ở đây là revolution nice có nghĩa rằng cái người mà đã cách mạng các bạn rồi đã uh, cách mạng cái việc sử dụng máy tính gia đình rồi ở đây chính là revolution uh, nice và bạn thêm ed cho thầy bởi vì ông ấy đã sinh ra đã lâu rồi ông ấy đã làm cái việc này khá lâu rồi rồi các bạn chọn cái thầy là revolutionize thêm D cho thầy nha. Rồi. Rồi ông ấy đã uh, cách mạng hóa các bạn cái việc mà sử dụng máy tính ở nhà với cái thế hệ máy tính à, uh, GX nha. Và lý do thứ hai là ông ấy là cái người đàn ông, cái người mà có cái gì đây, đây các bạn? Rồi đây, các bạn có cái từ who's đây. Rồi who's đây các bạn. Rồi À uh, thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là một cái danh từ nha. Rồi, bởi vì chúng ta có cách sử dụng của từ hu sẽ các bạn. Thì danh từ của à uh, danh từ sau của danh từ phía trước. Ở đây thì lần trước thầy đã tóm tắt cho các bạn ha. Các bạn có alternative vừa tính vừa danh nha. Ở đây là một cái sự thay thế các bạn. Rồi. Các bạn sẽ sử dụng cho thầy là alternative các bạn. Rồi ông ấy là người đàn ông cái người mà à, thay thế xe hơi các bạn bằng chiếc, là chiếc xe C5 nè và chiếc xe này đã thất bại một cách ngoạn mục rồi thất bại một cái đắng cay để mà bắt chộp rồi để mà nắm bắt được cái sự tưởng tượng của công chúng các bạn rồi nắm bắt được cái thị hiếu của công chúng câu số 3 các bạn điền cho thầy là cái từ alternative nha nó là một danh từ rồi, thầy xin chào tất cả các bạn ha. Rồi, thầy chào tất cả các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Thì sản phẩm của ông này à, có tên là ZX81 các bạn. Và cái gì đó thành công của nó nè. Rồi, cái gì đó thành công của nó. Thì ở đây bạn thấy cái từ X là của nó ha. Và đây là tính từ. Thì vị trí các bạn cần điền chắc chắn sẽ là một danh từ rồi ở đây bạn sẽ điền danh từ gì đây thì ở ở trên các bạn bạn nào à, nhớ khúc trên này nè có nghĩa rằng à, ông cái thế hệ máy này của ông đó nè là một cái phương án thay thế cho những cho chiếc xe hơi là cái xe năm thì ở đây sản phẩm của ông này à, tên là cái này à, và cái sự thay thế thành công của nó rồi replacement các bạn nha rồi chúng ta cần một cái danh từ ở chỗ này rồi thầy thấy nhiều bạn đã làm đúng ha bạn anly nè rồi bạn vân vũ ngọc nha rồi bạn charles việt là cái thế hệ xz spectrum các bạn rồi cái thế hệ này nó thì thì nhỏ nè rồi thì những cái máy tính affordable có nghĩa rằng những máy tính mà bán mà ở cái giá mà ai cũng có thể mua được các bạn rồi affordable nha cái mà nè, à, được bán trong những cái số lượng rất là lớn vào những năm đầu 1980, có nghĩa rằng 1981, 82, 83 nha. Rồi, câu số 5, thì bất chấp các bạn, rồi bất chấp cái gì? À, bất chấp cái gì giới hạn nè, thì rõ ràng câu số 5, bạn phải điền cho thầy một cái danh từ, phải bất chấp cái danh từ các bạn. Rồi, bất chấp cái danh từ. Rồi, thầy thấy nhiều bạn làm rất là đúng nha. Ở đây các bạn sẽ chọn thầy là Capability Mà thầy thấy có bạn viết chưa chuẩn chữ này nha Rồi có thể bạn viết nhanh quá Rồi Capability Rồi viết thế này mới đúng nha Rồi các bạn viết khá nhanh Nên là thiếu nét các bạn Rồi đây các bạn Rồi Thì cái um, Những cái máy này các bạn Cho phép người ta để mà chơi game ở tại nhà của họ nha rồi uh, lần đầu tiên và thậm chí là giới thiệu người ta tới cái gì đó uh, văn bản nè rồi thậm chí là giới thiệu người ta uh, sử dụng cái uh, thiết bị gì đó ha thì ở đây các bạn có cái từ uh, Word là từ nha hoặc là văn bản các bạn rồi và chúng ta có một cái cầm bao nào các bạn một cái cụm danh từ uh, đó chính là word processor là cái hệ thống xử lý văn bản các bạn nha Rồi tương tự như là Microsoft Office ấy. Rồi ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là Processor Đây Processor Rồi Chúng ta cần một cái uh, Danh từ Và đây chính là compound nào của nó nha Rồi Thì cái uh, máy C5 các bạn Là một cái uh, thiết bị nè Một chiếc xe Mà chỉ chở một người thôi Cái mà chạy Chạy dựa trên rồi ở đây các bạn có cái từ uh, run on chạy trên cái gì đó các bạn rồi ý nói rằng chạy nhờ chạy nhờ uh, điện nha rồi dựa trên điện các bạn đây các bạn sẽ cần cho thầy một cái danh từ là electric city rồi lưu ý với thầy chúng ta có là run on uh, electric city là chạy bằng điện nha rồi chạy bằng điện này các bạn đây Uh, mai cấp lợi thi tốt nha. Cố gắng hết chiến đấu nha. Cho cấp lợi nha. Rồi. Được sản xuất vào năm 1984. Và là nỗ lực của các ông này. Để. Rồi. Ở đây để các bạn. Chắc chắn là để một động từ rồi. Rồi. Để một động từ nha. Uh, Modernize. Nice, se Hoặc là IZE. -E cũng được các bạn nha. Rồi. Để hiện đại. Uh, cái. Việc vận chuyển nha. Rồi. Tuy nhiên. Nó thì. B này các bạn rồi nó thì bi ở đây là v3 nó bị chỉ trích rồi à, chính giữa tu bi và v3 các bạn sẽ điền cho thầy một cái trạng từ nha rồi ở đây chính là persistently thành ly rồi à, bị chỉ trích một cách kiên trì có nghĩa rằng chỉ trích liên tục các bạn rồi tuy nhiên nó bị chỉ trích liên tục rồi trong giới báo chí ha rồi the press là giới báo chí nè rồi rồi, Bảo Thanh ho 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 ha Rồi, à, thầy thấy nhiều bạn làm khá tốt đây Rồi, vì tính không an toàn và tính thiếu thực tế các bạn Rồi, không an toàn và thiếu thực tế à, Vì khí hậu của nước Anh Rồi, vì đối với khí hậu nước Anh thì thiếu thực tế ha Và cái việc sản xuất của cái con C5 này các bạn Thì bị gì đó trong tháng 8, 19, 1985 Ở câu số 10 các bạn sẽ chọn một cái động từ và V3 thầy nha. Ở đây các bạn có to be. Rồi, chỗ này các bạn sẽ cần cái V3 là continue thêm id thầy nha. Rồi đây, continue thêm id. Rồi. À, tuy nhiên à, các bạn dùng continue thì sẽ không hợp nghĩa các bạn. Ở đây là discontinue. Rồi, không còn sản xuất nữa nha vào tháng 8 1985. Rồi, các bạn làm rất tốt ha bạn thay đó việc nè rồi bạn cấp lại ba đặt bạn, uh, uh, bạn vũ ngọc nha uh, bờ system bạn vũ ngọc và chú ý tới cái uh, vi, cái uh, cái spelling nữa là cực kỳ tốt luôn nha rồi chú ý cái spelling là cực kỳ tốt luôn rồi discontinue nhớ thêm ed cho thầy bởi vì chúng ta có words discontinue là không còn sản xuất nữa không còn chế biến nữa nha rồi rồi, chúng ta đã xong phần A các bạn. Đó là word form, ôn lại like unit một, uh, uh, 1, uh, unit 3 và unit 4 nha. Bạn đã sai bao nhiêu từ? Cứ ghi ra nha, coi mình tiến bộ như thế nào. Rồi, sau unit 3 Unit 4 thì mình nhớ bao nhiêu câu. Rồi, ghi ra các bạn nha. Cố gắng học hết sách đất này cho thầy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Rồi, đây. À đây chính là phần chia thì nha. Rồi, đây chính là phần chi thì ở uh, quá khứ của YouTube 3 đó các bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm. Rồi, khi mà tôi gặp à, uh, Marty, anh ấy đang nói chuyện với một ai đó ngoài ngân hàng. Thì khi bạn dịch cái câu này ra nè. Rồi, thì ở phía sau người ta không gạch. Ở phía sau này là đúng nè. Ở trong quá khứ ha. Đang nói chuyện các bạn. Rồi, có nghĩa rằng một hành động đang diễn ra trong quá khứ nè. Hai người đang tám chuyện với nhau. Thì một hành động khác uh, chen vào hoặc là xảy ra thì trong trường hợp này uh, các bạn chọn cho thầy là hiện tại đơn nha rồi chúng ta sẽ không có chọn cái thì uh, chúng ta dùng cái thì quá khứ đơn nha không có dùng thì quá khứ tiếp diễn ở đây các bạn rồi đặc biệt có cái từ when nè rồi đặc biệt có cái từ when đây nha rồi đây là một cái hành động ngắn các bạn thấy cái thôi và lúc đó chuyện kia đang xảy ra rồi câu số 12 thì Jason không có quan tâm phim bởi vì anh ấy đã, à, nhìn phía sau bằng dịch là đã, đã xem rồi. Đã xem bộ phim đó rồi các bạn. Rồi, rồi đã xem bộ phim đó rồi. À, đây, bối cảnh là quá khứ anh ta không quan tâm. Trong quá khứ lúc đó anh ta không quan tâm bởi vì trong quá khứ lúc đó anh ta đã xem rồi. Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ nha hành động xem này trước hành động à, lúc đó anh ta đã quan tâm rồi lúc đó anh ta đã quan tâm rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha rồi thì thấy khá bạn ổn làm rất là tốt đây rồi bạn Lê Minh Trí, bạn Vũ Ngọc, bạn Liên vân Vân nha rồi đây khá nhiều bạn rồi tiếp các bạn tôi bị sốc ha rồi tôi bị sốc các bạn rồi bởi vì nó là lần đầu tiên Tôi đã nghe uh, Alex sử dụng một cái ngôn ngữ tại các bạn. Ý nói rằng chửi thề nha. Lần đầu tiên tôi nghe Alex chửi thề. Rồi, thì lưu ý cho thầy. Chỗ này các bạn, ở đây các bạn thấy cái từ words nè. Rồi, ở đây, nếu như chỗ đây là từ is các bạn. It is, is the first time các bạn. Rồi, is the first time. Thì chỗ này bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Còn ở đây, bạn thấy là it was. Thì phía sau, bạn sử dụng cho thầy. Thì quá khứ hoàn thành nha. Rồi, thì quá khứ hoàn thành. À, lưu ý cho thầy. Ở đây là it was. Quá khứ hoàn thành. It is. À, press à, hiện tại hoàn thành nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 14 nha. Là trong những cái ngày niên thiếu của anh ta. À, quên của ông tôi. Ông tôi gì đó à, là một cái cầu thủ chơi tennis khá là giỏi nha Ở đây là pretty các bạn Pretty là trạng từ là khá nha Rồi khá ở đây là pretty good à, uh, Pretty thì không phải là xinh đẹp các bạn nha Ở đây nghĩ rằng trạng từ chỉ mức độ ha Là khá là ổn Rồi Người ta đang kiểm tra chúng ta các bạn à, uh, Would là diễn tả một uh, Diễn tả một cái Thói quen trong quá khứ các bạn Rồi còn used to Là uh, diễn tả một cái À, hành động đã chấm dứt trong quá khứ ha. Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ không có dùng thói quen các bạn. Bởi vì ở đây là là một cầu thủ à, chứ không phải là chơi nếu như chơi tốt các bạn, nếu như ông ấy chơi tốt thì à, cái từ play á thì các bạn có thể dùng would play. Bởi vì diễn tả có thói quen ha. Không. Còn ở đây diễn tả một cái hành động à, xảy ra lúc đó vào thời điểm đó và đã chấm dứt ha. Rồi đã từng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn Là câu số 15 nha Rồi tôi thật sự ấn tượng Khi đứa em nhỏ của tôi được sinh ra à, Tôi thật sự rất là vui Khi đứa em nhỏ của tôi được sinh ra Rồi đây các bạn Rồi đứa em nhỏ sinh ra chưa à, Sinh ra rồi Nó sinh ra lâu lắm rồi các bạn Rồi Và lúc đó tôi rất là vui Ở đây bạn chọn thầy cái từ words nha Rồi một số bạn có thể nói rằng Ừ, À, lúc nó sinh ra tôi vui, bây giờ tôi cũng vui và sau này tôi cũng vui Nếu như vậy thì người ta sẽ dùng cách nói khác nha Người ta sẽ dùng cái từ since các bạn Từ khi mà nó được sinh ra thì tôi rất là vui à, Lúc đó người ta không có dùng từ quen Mà người ta sẽ dùng cái từ since Lưu ý cho thầy nha Rồi nếu một bạn nào đó dùng cái từ khác Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha Các bạn dùng quá khứ đơn không dùng thì hiện tại không thành cho thầy Rồi câu số 6, 16 các bạn Thì team các bạn gì đó à, đánh lộn nha Rồi team gì đó đánh lộn nha Ở trường khi à, nó là một đứa nhỏ Đây bạn dịch khúc sau ha Rồi bạn dịch khúc sau thì bạn thấy rằng đây chính là một thói quen xấu các bạn rồi đây là một thói quen xấu ở trong quá khứ ha rồi thói quen xấu ở trong quá khứ các bạn dùng cho thầy là quá khứ đơn tiếp diễn nha. Còn thói quen xấu ở hiện tại các bạn dùng cho thầy là hiện tại tiếp diễn nha. Rồi cái này chúng ta đã học ở trong cái bài unit 3 rồi. Rồi đó lưu ý cho thầy nha. Rồi lưu ý cho thầy. À, thầy dùng từ điển, thầy dùng hai từ điển nha, lê lê nha. Một là từ thầy, một cái Cambridge nha. Rồi hai là thầy dùng thầy dùng từ điển oxford nha đây thầy dùng hai từ điển này hai từ điển này thì không phải áp nha thầy mua cái từ điển giấy thầy mua cái từ điển giấy và thầy có cái đĩa em nó có cái đĩa về thầy cài cho máy tính thì sai và thầy xài à, rất nhiều năm rồi nha rồi thầy gì xài rất nhiều năm rồi hai mấy năm vẫn chạy tốt vì vậy em nên mua một cái em xài cả đời luôn rồi tiếp các bạn con chó cái gì đó ở trong bùn vì vậy nó rất là filthy là dơ bẩn hôi rồi ở đây chính là đen hôi các bạn rồi absolutely nó cực kỳ hôi rồi bởi vì trong quá khứ các bạn trong quá khứ cái lúc mà nó hôi á rồi trong quá khứ mà cái lúc mà nó bị hôi á nó hôi thì trước đó chắc chắn rằng nó đã chơi rất là nhiều nó đã vật lộn rất là nhiều liên tục lâu ở trong bùng thì sau đó nó mới hôi như vậy nha rồi, các bạn sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành à, tiếp diễn cho thầy rồi quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho thầy rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18 các bạn đây câu số 18 đây thì à, một tuần in into rồi lưu ý thầy nha cái từ in into này các bạn cái từ into này chính là cái từ à, rồi một uh, after nha rồi đây các bạn rồi, lưu ý thầy, một tuần into chính là một tuần after đó các bạn. Rồi, lưu ý nha. Rồi, a week. Sau này các bạn sẽ thấy rằng a week into uh, cái gì đó ha. Into cái gì đó có nghĩa rằng after, một tuần sau cái kỳ nghỉ cắm trại của chúng tôi. Thì chúng tôi cái gì đó uh, trong ngoài ngoài trời. Rồi, chúng tôi nấu ăn ngoài trời. Rồi thì đây các bạn à, bạn thấy rằng phía sau người ta cho chúng ta chia thì quá khứ nha còn phía trước người ta cho chúng ta ở quick into có nghĩa rằng à, đây là một cái thời điểm cụ thể trong quá khứ các bạn nha rồi một cái thời điểm cụ thể trong quá khứ được đề cập trong quá khứ à, cách sử dụng thứ hai của thì quá khứ tiếp diễn nha rồi các bạn xem cách sử dụng thứ hai rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho thầy là à, diễn nha rồi một tuần sau đó thì tôi chúng tôi à, quen với cái việc mà nấu ăn rồi quen với cái việc nấu ăn rồi đi youtube còn in rồi à, một tuần sau khi cắm trại chúng tôi quen với việc nấu ăn à, các bạn không dùng cái từ youtube cook nha rồi không có dùng cái từ đã từng nấu ăn các bạn một tuần sau đó thì chúng tôi quen với việc nấu ăn ở trong quá khứ các bạn ở đây chính là be youtube in là quen với nha còn đây đã từng rồi chúng ta không có dùng đã từng nha. Bởi vì nó không có hợp nghĩa các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua phần viết câu. Rồi, chúng ta sẽ qua phần viết câu. Rồi, đây là phần viết câu các bạn. Đây, phần viết câu. Rồi, chúng ta sẽ qua phần viết câu. Rồi, các bạn viết cùng với thầy nha. Rồi các bạn viết cùng với thầy, đây. Rồi. Rồi thầy thấy các bạn làm đúng rồi. Ở đây à, nó không phải about time nè. Rồi lưu ý thầy nha. It's uh, about time, rồi uh, it's time. Rồi hoặc là ờ uh, uh, it's high time cũng được nha. Rồi about time, it's time, it's high time thì các bạn sẽ dùng thì quá khứ phía sau cho thầy nha. Rồi lưu ý nha, chỗ này đó nhìn đơn giản vậy thôi. Đầu tiên á là các bạn phải biết cái từ do up là decorate là trang trí lại nha, là tân trang lại. À nhưng mà chúng ta có cấu trúc đã đến lúc phải làm gì đó. Ở đây chúng ta sẽ dùng là did up. Rồi, we did up nha. Rồi. Rồi các bạn không uh, lưu ý thầy nha, chúng ta có uh, preserve, uh, decorate chính là did up là trang trí lại, tân trang lại nha. Rồi, did up các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 20. Đây các bạn. Rồi. Tại sao tôi nên à, cho các bạn lời khuyên nếu như bạn không lắng nghe. Rồi, bạn nào à, học cái bài số 4 rồi, bạn nào còn nhớ không? Thật là lãng phí, thật là lãng phí các bạn. Rồi, What's the. Rồi, what the use of nha. What's the use of. Rồi, còn web in các bạn nha. Rồi, what the use of các bạn nha. Thì what's the use of, lưu ý thầy, what the use of cái gì đó ha. Có nghĩa rằng thật là lãng phí, uh, it uh, wastes of cái gì đó các bạn. Rồi, ở đây, of nè. Of. Đầu tiên, chỗ này, uh, các bạn có thể dùng cái từ my. Rồi, thật là lãng phí khi mà tôi uh, khuyên bạn. Và trong trường hợp này, bạn dùng là my offering. Rồi, my offering. Rồi, uh, hoặc ở chỗ này, cái từ my này các bạn cái từ mai này các bạn có thể dùng cho thầy là ở đây bạn thay bằng cái từ mi nha rồi mai hoặc là mi cũng được rồi lưu ý thầy rồi du uh, uh, biết phía sau giữ nguyên rồi lưu ý thầy nha uh, cái này nè như chúng ta đã học ha uh, thật là lãng phí các bạn thật là lãng phí ở đây không phải là uh, cái sử dụng là cái gì đâu mà chính là thật là lãng phí nha rồi, rồi đúng rồi, cấp lệ ba đặt lộn rồi nha. Rồi the use up uh, mà bảo thanh thêm từ mai hoặc là mi vô nha. Rồi mai hay mi có chỗ đó thì nó mới chuẩn nha. Rồi, rồi tôi thấy rất nhiều bạn làm ổn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu tiếp theo các bạn. Đây, rồi câu tiếp theo đây. Rồi, thì Kevin, uh, thì cái việc mà ở trong tù các bạn rồi dường như đã thay đổi cái hành vi của Kevin à, tốt hơn rồi chúng ta có cái collocation các bạn là change for the better hoặc là change for the worse là thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc là xấu hơn rồi và ở đây các bạn cho người ta cho các bạn cái từ lá uh, leaf ha rồi leaf uh, có nghĩa rằng chiếc lá nha và chúng ta sẽ có một cái collocation có nghĩa rằng là từ bỏ thói quen xấu để trở nên tốt hơn rồi có nghĩa rằng quay đầu là bờ các bạn những cái câu mà tương tự vậy nha rồi rồi ở đây rồi ở đây là Kevin has turned rồi các bạn có cái từ turn nè và chúng ta có, có cái cụm từ là over uh, uh, new uh, lift rồi rồi chỗ này có cái từ since thầy nha rồi từ khi rồi nhìn như vậy các bạn nào không có từ since là dễ sai nha rồi, turn over a new leaf since. Rồi, bạn Ngọc dùng cho thầy, dùng dùm thầy từ since nha. Rồi, since uh, he got out prison. Rồi, ở đây uh, dùng cái từ turn cho thầy nha. Rồi, dùng từ turn cho thầy. Lưu ý dùng từ turn cho thầy. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 22 nha. À, chúng ta có turn over a new leaf là từ bỏ thói quen xấu các bạn. Là hoàn lương á, giống như dạng là hoàn lương. Rồi, đừng có phàn nàn về nó cho tôi bởi vì nó sẽ không có làm sự khác biệt. Rồi, uh, chúng ta đã có cấu trúc X hoặc là D các bạn. Rồi, uh, X hoặc là D. Ở đây chính là X. Rồi, X gì các bạn? Rồi, uh, X có ọp hoặc không nha. Rồi, X ọp nè. No. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta từ good chúng ta sẽ dùng các bạn. Hoặc thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy rằng no use. Hoặc các bạn sẽ thấy rằng no point. Rồi chỗ này các bạn có in hoặc không nha rồi trong việc gì các bạn rồi nó thì không có ít chi à, trong việc à, phàn nàn nó nha rồi cầm rồi phàn nàn nó với tôi là tu mi nha rồi tu mi các bạn rồi ở bao rồi bạn phải viết đủ chữ như thầy mới đúng nha Off đây có thể không có, in đây có thể không có Nhưng mà tu to me about it rồi, để thầy xem. Income land me. Nếu như mà bạn bỏ đi cái từ tu mi á, thì nó sẽ không có hợp nghĩa nha. Nghĩa của nó đã thay đổi, nó không còn giống nhau nữa nha. Thầy thấy các bạn không có từ tu mi á. Rồi, đúng rồi đó. À, Lê Minh Trí nói đúng rồi nè. Cải tà quy chánh nha. Rồi, cải tà quy chánh. Rồi. À, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 23 các bạn nha. Rồi, đây câu số 23. Rồi, câu số 23. Đây các bạn. Ở đây người ta cho các bạn cái từ clock là đồng hồ ha. À, chúng ta có khá nhiều collocation liên quan với nó và thầy đã hướng dẫn các bạn từng cái collocation khi mà thầy đã tóm tắt phần lý thuyết cho các bạn nha. Rồi, bạn chỉ có một thời gian ngắn để làm công việc này. Vì vậy đừng có lãng phí thời gian. Rồi. Bạn chỉ có một thời gian ngắn để làm việc này. Vì vậy đừng lãng phí thời gian. Có nghĩa rằng bạn đang làm việc các bạn. Rồi, bạn đang làm việc. Uh, chống lại hoặc là chạy đua nha. Against. Rồi, against the clock. Rồi, bạn đang làm việc chống lại thời gian hoặc là chạy đua thời gian. Vì vậy đừng có lãng phí nha. Rồi, chúng ta có against the clock, around the clock. Rồi, ở đây À, các bạn dùng cái từ working cho thầy nha Vì sao các bạn Bởi vì ở trong bài chúng ta các bạn Là do this work Có nghĩa rằng working các bạn Chứ không phải là running nha Rồi à, Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 24 nha Rồi câu số 24 đây Khi à, Giấc mơ của cô ấy Gặp Kylie trở nên sự thật Sau một thời gian dài Thì Caron không thể tin nó rồi không thể tin nó các bạn Thì Caron không thể nào tin nó khi giấc mơ của cô ấy gặp Kali Ở đây người ta cho các bạn cái từ reality Thì chúng ta nghĩ ngay tới trở thành sự thật các bạn Rồi thì trở thành sự thật Thì cái collocation thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi nha Rồi bạn nào còn nhớ không rồi các bạn viết cái thầy trở thành sự thật nha Nhìn như vậy mà thầy nghĩ rằng các bạn sẽ viết à, thiếu nha Rồi để xem các bạn đã viết thiếu hay không. Ở đây bạn sẽ viết cho thầy là bị kem nè. Các bạn dùng quá khứ bởi vì câu chúng ta là câu thì quá khứ nha. Rồi bị kem ở reality. Một số bạn sẽ có một số bạn có khả năng sẽ quên chữ ờ này nha. Rồi nhìn như vậy mà nếu quên chữ ờ là không đúng nha. Rồi thầy nói là có bạn quên chữ ờ liền. Bởi vì À, chúng ta có collocation là bị become, uh, become a reality không có chữ a là không chuẩn nha rồi à, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn rồi cấp lợi ba đặt là chưa học collocation rồi chưa học collocation của desk rồi để thầy mở đây nha là cái này nè rồi để thầy mở đây à, cho cấp lợi xem nha không phải mình muốn dùng từ gì cũng được đâu cho thầy chút dưới một cái hai À, đây, 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 3, 4. Rồi, chờ hay xíu thì mở cái colocation cho coi. Chờ chút, chờ chút. Đây, đây. À, reality đâu rồi. Rồi, đây là cấp lợi nè. Rồi, cấp lợi đâu rồi, cấp lợi. Đây, em nhìn nè. À, chúng ta có nè, become a reality in reality, virtual reality, reality TV, escape, escape from reality, face up to reality, đối diện với sự thật, sự thật rồi nè. Đây, bạn thấy không? Become a reality. Còn em viết là turn into reality. Về nghĩa tiếng Việt ha, thì đúng ha. Rồi, nhưng tiếng Anh lại sai các bạn. Rồi. Tôi thường nghĩ rằng Sen thật sự là đứa em song sinh của nó rồi tôi thường ở đây là miss các bạn rồi miss à, tôi thường nhầm rồi tôi thường nhầm nhầm sen rồi à, một số bạn chỗ này nha một số bạn rồi đúng rồi ha rồi cẩn thận nha cẩn thận em rồi tôi thường nhầm sen một số bạn á à, không có từ úp là không đúng nha rồi rất dễ không có từ úp ở đây tôi thường miss send up rồi tôi thường nhầm send với rồi ở đây các bạn có cái từ with cho thầy rồi miss up là nhầm a với b đó các bạn rồi with ha một số bạn sẽ viết từ up chỗ phía trước nó cũng đúng nha rồi cứ nhớ cho thầy cái từ miss up là lộn xộn nha à, lộn xộn vị trí rồi à, có cái từ up cho thầy nha rồi đây miss phải có từ up nha rồi để thầy xem à, một số bạn thì thấy không có từ up nha rồi đây chính là praise verb nè rồi cái mà bạn đang làm chính là các bạn đây rồi đây mix up nè các bạn thấy rằng người ta ghi cho các bạn nè nghĩ một người hoặc một thứ là một cái người hoặc một thứ khác nè rồi mix up nè phải có từ up nha còn nếu em không có từ miss à, em không có từ up thì nó nghĩa khác đó nha nghĩa là trộn thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua uh, câu số 26 nha. Rồi, bạn muốn để làm gì? Rồi, bạn muốn để làm cái mà thủ tướng sẽ làm gì? Rồi, bạn muốn uh, cái mà thủ tướng sẽ làm gì? Rồi, ở đây các bạn có cái từ Prime Minister là thủ tướng nha. Rồi, Prime Minister là thủ tướng rồi tôi muốn để gì các bạn rồi ở đây người ta cho các bạn cái từ places các bạn Và chúng ta có cái uh, cái động từ uh, rồi uh, send ha rồi đúng rồi send ha uh, em xem phim Captain American á rồi uh, send rồi uh, tôi muốn để rồi chữ gì các bạn rồi đầu tiên các bạn có cái từ ở đây là swap rồi hoặc là các bạn có cái từ change hoặc là các bạn có cái từ trade rồi và places à, with rồi à, bạn có muốn để mà hoán đổi vị trí nha rồi các bạn có cái ba động từ nè hoán đổi vị trí các bạn rồi hoán đổi vị trí với thủ tướng không rồi ở đây các bạn hãy xem nha xem cái từ à, à, các bạn xem cái từ places nha rồi, để thầy kiếm cái từ places cho các bạn xem. Đây, places các bạn. Đây, bạn thấy nè. Người ta ghi là change, swap. Uh, rồi, hoặc vào thầy ghi thêm cho các bạn cái từ trade. Rồi, trade places with. Thầy thêm thêm một chữ nha. Là ba chữ nè. Đây nè. Có nghĩa rằng hoán đổi vị trí nha. Rồi, hoán đổi vị trí cho nhau. Rồi, chúng ta đã xong cái phần viết câu. Uh, bây giờ chúng ta sẽ qua uh, cái phần tiếp theo nha. Rồi thì thấy các bạn làm ổn nha. Rồi các bạn làm khá ổn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần D các bạn. À, phần D này chính là phần collocation đây. À, collocation work patterns and phrases. Rồi cụm từ. À, tóm lại là sự kết hợp từ. Cụm từ nhiều khi là idiom các bạn. Rồi câu số 1 các bạn sẽ sử dụng gì ở đây? ở đây thì các bạn sẽ có một cái collocation ở trong bài đó các bạn rồi đây các bạn à, những cái này cực kỳ quan trọng để các bạn làm cái bài tập mà điền từ vào chỗ trống đó nha rồi ở đây à, chữ đầu tiên à, trong thì cái gì the list này các bạn rồi the list ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là cái từ in nha rồi chúng ta có cái collocation in the list có nghĩa rằng đang dẫn đầu đường đua rồi đang dẫn đầu đường đua các bạn rồi in cho uh, list nha là đang dẫn đầu đường đua rồi sử dụng in cho thầy. rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 28 nha rồi câu 28 đây các bạn đây thì câu 28 này các bạn sẽ có một cái uh, cử kết hợp từ chính là uh, cái gì đó ở đây này các bạn rồi đây rồi uh, đây gì đó đây rồi thì tôi e rằng cái phòng hội nghị các bạn rồi cái phòng hội nghị đó In use, có nghĩa rằng đang được sử dụng nha. Rồi, đang được sử dụng vào lúc này. Nhưng tôi sẽ gọi bạn khi nó thì trống nha. Rồi, khi nó thì trống các bạn. Rồi, khi nó trống. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 29 đây. Rồi, ở đây à, các bạn sẽ có cái từ access nè. Access sẽ đi với cái gì đây? Rồi, access sẽ đi với cái gì đây các bạn? Rồi, thì chúng ta có cái từ access to nha rồi will access access to vân vân các bạn phải học cái sự kết hợp từ của nó để làm cho đúng và viết cho đúng các bạn các bạn viết uh, viết essay, viết đoạn văn vân vân thì những cái sự kết hợp từ nè à, chúng ta nhớ ha chứ không chúng ta không dùng theo tiếng Việt được là trực lớp nha rồi uh, internet cung cấp cái sự tiếp cận các bạn uh, rất là nhiều thông tin một cách uh, đáng ngạc nhiên ha rồi, một cách phi thường đáng ngạc nhiên rồi câu số 30 các bạn. Ở đây là tiến sĩ Fisher nói với chúng tôi rằng sức khỏe của ông nội ông ngoại tôi đã change. Rồi gặp rồi, ôn lại thôi. Cái này chúng ta ôn lại thôi. Chính là change. Rồi, chính là change for the better. Rồi, change for này các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng từ for nha. Rồi the better hoặc là the worse. Uh, tệ hơn hoặc tốt hơn Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 31 nha Rồi thầy thấy khá nhiều bạn làm rất là tốt nha Bạn uh, Ngọc nè Bạn Lê Minh Trí nè Rồi bạn An Ly Rồi bạn Lê Việt Ngọc Minh Rồi bạn uh, Teros Việt ha Rồi Bảo Thanh à, Vân vân Rồi tiếp các bạn Rồi tiếp nha Ở đây Thì uh, giám đốc thông báo rằng Rồi rồi, thông báo rằng buổi họp đã bị postpone, đã bị put off, đã bị delay. Rồi, put off, delay. Và sẽ được held. Uh, held này chính là tổ chức các bạn nha. Rồi, các bạn có cái từ uh, hold, held, held là tổ chức các bạn. Rồi, còn hold, hold it, hold it là cầm, nắm, giữ nha. Rồi, và chúng ta sẽ có cái, uh, các bạn sẽ có một cái uh, co-location các bạn, hoặc là work pattern nè. Là add a layer đây Rồi câu số này bạn sẽ chọn cho thầy uh, Add a layer đây Một thời gian sau nha Rồi Rồi chúng ta có add a layer đây Lưu ý cho thầy nha Rồi câu số 32 Đừng có tin mọi thứ mà bạn đọc Đừng có tin mà mọi thứ bạn đọc Ở trên Internet các bạn Rồi các bạn đọc trên Internet Đây chính là một cái à, uh, collocation tiếp rồi ở trên uh, trang web nha rồi thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng hay là on the website rồi on the website là trên internet nha uh, không dùng in các bạn nha không in rồi rồi câu tiếp theo các bạn uh, câu số 33 rồi các bạn có thêm một cái uh, một cái sự kết hợp từ đó chính là cố ý đây rồi chúng ta hãy gặp cái chữ này quá nha rồi tôi không nghĩ rằng Disky đã tổn thương cái cảm xúc của bạn on purpose rồi nhìn vậy có một số bạn là dễ sai đó nha rồi on purpose là cố ý rồi cố ý các bạn nha không phải by accident by chance deliberately rồi hay là intentionally rồi on purpose chính là intentionally các bạn rồi ở đây câu số 34 các bạn sẽ có thêm một cái sự kết hợp từ đây rồi một cái sự kết hợp từ đây các bạn rồi trong sách ha à, cái nhà vô địch này gì đó rất là tốt gần đây các bạn vì vậy anh ta sẽ thắng cái trận đấu này ở đây suốt là dự báo tương lai này các bạn rồi ở đây các bạn có cái cụm từ là in in good form rồi in good form hoặc là in bad form là trong một cái trạng thái rất là tốt nè rồi ở đây sẽ là in nha in đây các bạn rồi có nghĩa rằng à, trong một cái trạng thái rất là tốt hoặc là đang trong cái phong độ rất là tốt các bạn rồi đang phong độ rất là tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha rồi câu tiếp theo các bạn đây À, câu số 35 thì khi mà Josh gọi điện các bạn anh ta nghe giống như là anh ta đã bị sốc rồi đây các bạn rồi khi mà chót gọi điện rồi anh ta sao có nghĩa là anh ta nói các bạn anh ta nói trong giống như là anh ta đã bị sốc rồi thì à, đây là bối cảnh quá khứ đây là bối cảnh quá khứ rồi trong giống như trước đó anh ta đã bị sốc các bạn, rồi trước đó anh ta đã bị sốc, rồi rồi thì ở đây các bạn sẽ chọn thầy của B nha, ở đây à, chúng ta sẽ không có dùng nhấn mạnh ở đây các bạn nha, bởi vì khi gọi điện ha, rồi à, cái việc đó nó không có kéo dài và liên tục, không có nhấn mạnh ha, chúng ta nói bình thường thôi, anh ta à, đã bị sốc vậy thôi, không có nhấn mạnh kéo dài ở đây. Rồi câu số 36 các bạn Ở đây là just as ha Rồi, uh, just as Lưu ý cho thầy just as nó bằng nghĩa với as soon as đó nha uh, nhưng, Tuy nhiên là khác cách dùng thôi các bạn Ở đây thầy ghi nó bằng nghĩa cho các bạn dễ nhớ thôi uh, Just as chính là as soon as là ngay khi Ngay khi bạn đến nè Tôi cái gì đó uh, Có nghĩa rằng có nghĩa là bạn vừa mới tới Thì tôi cái gì đó để đi ra ngoài Rồi đây chính là bối cảnh quá khứ nè. Cái mà người này vừa mới đến. Thì cái người này rồi ờ, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Các bạn chọn cái D cho thầy nha. Rồi 36 là D đó các bạn. Đây chính là bối cảnh quá khứ nha. Bỏ đi cái hiện cái nào mà hiện tại bỏ đi hết các bạn, bởi vì đây là bối cảnh quá khứ, bỏ đi hết. Và đây là một cái à, một cái à, khả năng từ word này cũng có nghĩa hiện tại các bạn hoặc là một thói quen trong quá khứ khả năng ở hiện tại một thói quen quá khứ không phù hợp các bạn rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha rồi đây rồi chúng ta sẽ qua câu số 37 thì máy tính có một cái gì đó khổng lồ on rồi để on các bạn rồi trên cái cách mà chúng ta làm việc máy tính có một cái gì đó khổng lồ có một cái gì đó rất là lớn nha có một ấn tượng khổng lồ không đúng các bạn rồi chúng ta không có dùng ấn tượng khổng lồ ở đây rồi không hợp nghĩa nha mà ta cũng không có dùng cái gì thầy như vậy các bạn các bạn có cái từ influence on nha rồi influence thì nó vẫn đi với on rồi để từ từ các bạn rồi có một cái ấn tượng ờ, ở đây là ảnh hưởng nha còn ở đây là sự rồi sự thay thế này các bạn rồi sự thay thế ha rồi sự thay đổi nè tuy nhiên cái từ này các bạn nó không đi với on nhớ thầy nha không đi on rồi tóm lại chỉ có b à, với c nè một cái sự thay đổi khổng lồ sẽ ảnh hưởng khổng lồ thì ở đây các bạn máy tính sẽ có một cái sự thay đổi khổng lồ nha nó không ảnh hưởng thì chưa mất các bạn nếu chúng ta nói, nói ảnh hưởng về nhỏ nhỏ các bạn ở đây là thay đổi có nghĩa là mọi thứ thay đổi luôn và trong thực tế là nó thay đổi mọi thứ từ cách thức này làm việc đến cách thức kia à, hình thức này hình thức kia các bạn còn influence mức độ rất là nhẹ các bạn sẽ không có dùng cái từ influence đây nha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 38 nha. Rồi, các bạn sẽ qua câu số 38. Đây. À thầy thấy khá nhiều bạn làm rất là ổn nha. Rồi đây. Rồi câu số 38 các bạn, nó có lẽ nghe rất là kỳ cục kỳ lạ nha. Nhưng buổi tối, buổi ăn tối ngày hôm qua là cái lần đầu tiên. Rồi đây các bạn lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Mà đây là thì quá khứ nha. Mà đây là thì quá khứ thì chỉ có thể phía sau là quá khứ hoàn thành. Như hồi nãy thầy đã nói. Hoặc chỗ này là thì hiện tại đơn. Thì chỗ này sẽ là thì hiện tại hoàn thành nha. It is the first time. Thì phía sau là present perfect. Còn was thì phía sau là past perfect nha. Rồi. Câu số 39 các bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn up dữ liệu nè. Rồi. Copy up store up các bạn, say up rồi chúng ta vẫn có say up nha, rồi à, có nghĩa rằng à, tiết kiệm các bạn tiết kiệm tiền á, ở đây à, tiết kiệm kiếp tiết, tiết kiệm tiền, rồi còn trong nghĩa này các bạn, phía sau bạn thấy nè, nó có thể nhiễm virus ha, rồi và ý người ta nói rằng backup nha, rồi có nghĩa rằng à, sao chép dữ liệu tơ vô một cái chỗ khác bởi vì để nó mà hư thì chúng ta còn cái đó để người ta sử dụng nha rồi còn nó thì sử dụng rồi câu cuối cùng các bạn chúng ta sẽ làm câu cuối cùng nha rồi chúng ta sẽ làm câu cuối cùng ở đây rồi đây các bạn uh, the minister là uh, bộ trưởng các bạn rồi uh, prime minister mình có prime minister là thủ tướng còn the minister là bộ trưởng nha bộ trưởng bị uh, tố cáo nha bị cáo buộc sự thật rồi ở đây là sự thật các bạn sự thật là thông tin thông tin thì các bạn sử dụng cho thầy cái từ xuyên tạc nha rồi các bạn có cái từ revise là ôn tập nè reforming là cải cách nha còn các bạn có cái từ shifting là thay đổi quan điểm thay đổi thái độ nha rồi ở đây các bạn dùng cho thầy cái từ distorting là xuyên tạc và trong trường hợp này là xuyên tạc sự thật rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 41 các bạn Rồi câu số 41 nha Đây Thì cái à, bức tranh mới đó các bạn Trong ở bit là hơi hơi Rồi hơi hơi Đây ở đây chính là một cái à, Một cái sự kết hợp từ được các bạn Rồi ao of gì đó đây Rồi bức tranh đó thì trong ao of gì đó trong phòng khách À, bạn có nghĩ vậy không thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy là chúng ta có cái từ là out of place các bạn nha. rồi mang ý nghĩa là đặt không đúng chỗ hoặc là nó bị lệch out of place là nó đặt không đúng chỗ không đặt không phù hợp rồi tóm lại là out of place đặt không phù hợp không đúng chỗ nha. rồi rồi à, câu tiếp theo các bạn rồi câu tiếp theo Câu số 42, tôi à, thức dậy trễ nè, cho cái cuộc phỏng vấn bởi vì tôi về nó cả đêm và không có ngủ được. Rồi, tôi thức dậy trễ cho cuộc phỏng vấn bởi gì đó cả đêm. Thì ở trong câu này các bạn, đây chính là bối cảnh quá khứ nè. Rồi, trong quá khứ tôi thức dậy trễ bởi vì, bởi vì gì các bạn? Rồi, à, câu A là quá khứ đơn. Ở đây cái nào có thể hiện tại các bạn bỏ hết cho thầy nha. Rồi bỏ hết cho thầy Bởi vì tôi cực kỳ lo lắng về nó All night Ở đây bạn thấy nè Người ta có all night Là có nghĩa rằng người ta nhấn mạnh nha Cả đêm luôn Cả đêm tôi rất là lo lắng Nhấn mạnh sự liên tục các bạn Sự tiếp tục vào lúc đó Rồi bạn chọn thầy câu C Có sự nhấn mạnh Rồi à, chúng ta đã xong review Unit 3 và Unit 4 nha Rồi thầy cảm ơn rất nhiều bạn đã phát biểu rầm rầm đây đặc biệt là bạn Bảo Thanh, bạn Vũ Ngọc, bạn Anh Ly nè, bạn Huyền Diệu nha, rồi bạn Lê Việt Ngọc Minh nha, bạn Cấp lại Ba Đặc, bạn Lê Minh Trí nè, bạn Lăng Ca, rồi bạn Hạnh Phúc nha, rồi bạn Hạnh Phúc, rồi à, bạn Nguyễn Thảo Phương, rồi à, và rất nhiều bạn khác nha. Rồi thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi à, và thầy hẹn gặp các bạn vào một buổi khác ha. Rồi à, Tí nữa thầy nhắn tin nha Trí nha Rồi ok tí thầy nhắn tin à, Rồi gần một giờ đồng hồ rồi nhanh quá ha Cấp lại bài đặt ha Cấp lại bài đặt để ngủ sớm đi mai thi nha Mai thi rồi mà tối nay còn thức là mai là không có kết quả tốt đâu Bây giờ đi ngủ liền đi Để mà dành sức mai chiến đấu Rồi thầy bye bye tất cả các bạn nha Rồi thầy xin chào Và tạm biệt tất cả các bạn rồi hẹn gặp các bạn vào buổi khác ha. Rồi buổi khác các bạn. Rồi, xin chào, cảm ơn và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi. Rồi, bye tất cả các bạn nha. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi, thầy cảm ơn ha tất cả các bạn ha. Rồi, cảm ơn Đỗ Hiền Diệu nè. Rồi, Anh Ly. Rồi, Anh Ly có đi thi đề đem đề về được thì đem về cho 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 thầy xin với nha. Anh Ly nha, đem đề về được thì cho thầy xin với. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi chúc tất cả các bạn thi tốt ha. Rồi cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi cố gắng lên các bạn nha. Rồi cứ cố gắng hết sức mình rồi tính sau. Phải chiến đấu, phải cố gắng rồi tính tiếp. Rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Rồi thầy chào tất cả các bạn nha. Rồi chào bạn Phủ Ngọc ha. Rồi chào tất cả các bạn. Rồi rồi vâng anh Ly nha. Rồi. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Thầy bye bye các bạn nha. Rồi